Xin chào các bạn, mình là Khoa, chuyên viên kỹ thuật của công ty OneCase Việt Nam. Thì ở video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn thay đổi được màu sắc của các đối tượng 2D trong môi trường 2D Sketch. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, mình đang có một cái môi trường Sketch và mình đang có ba cái đối tượng, ba diện đối tượng chính. Thứ nhất là đối tượng là đường tham chiếu, là đường Contraction. Thứ hai là một cái đường Sketch mà chưa có ràng buộc kích thước, và cuối cùng là một cái đường sketch đã có ràng buộc kích thước và fully constrained. Thì chúng ta sẽ thấy ba cái đối tượng này nó đang được phân biệt bởi ba cái màu khác nhau, và thông thường thì những cái màu sắc này thì nó sẽ được quy định và đi theo những cái nền background phía sau. Và vì vậy, nếu mà các bạn muốn thay đổi màu sketch này, các bạn có thể sử dụng cách là mình chuyển cái màu background để nó phù hợp hơn với mong muốn của các bạn hơn. OneCase cũng đã thực hiện một cái video để hướng dẫn các bạn có thể thay đổi được màu background. Các bạn có thể xem lại video này với link được đính kèm bên dưới phần mô tả. Còn bây giờ mình đặt ra một câu hỏi là nếu mình sử dụng cái nền xám này và mình vẫn muốn thay đổi cái màu sắc của cái sketch này thì mình sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ vào trong tab tool ha, và vẫn sẽ vào trong phần là application option. Ở đây thì các bạn sẽ check ở chỗ là tab color ha, và thay vì chúng ta sẽ thay đổi cái phần background như ở video lần trước, chúng ta sẽ kích vào cái phần là customize cream. Thì trong cái phần Customize Cream này, các bạn sẽ kích vào cái phần là sổ xuống với mình cái phần là Sketch nha. Thì trong cái Sketch này chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những cái dạng đối tượng được quy định ở đây. Ví dụ như đối tượng lưới thì nó sẽ màu gì, đối tượng Constraint Construction nó sẽ màu gì, những cái đối tượng mà chưa ràng buộc á, và nó thiếu ràng buộc thì nó sẽ màu gì. Thì chúng ta có thể thay đổi những cái giá trị này ở đây. Ví dụ như bây giờ mình muốn là cái mà chưa có đầy đủ ràng buộc á, thì nó sẽ là màu đỏ đi, để mình dễ thấy nè, mình sẽ chọn màu đỏ. Và những cái đường đối tượng mà mình tham chiếu là những cái reference curve thì nó sẽ là màu màu tím đi ha. Ví dụ như là mình cho màu tím này đi. Đây, đó, và mình ok. Đó, và chúng ta thấy ha, chúng ta có thể thay đổi được những cái đường này và rất là nhiều những cái định dạng đường khác trong trong cái phần 2D Sketch, và các bạn có thể thay đổi để nó phù hợp với cái nhu cầu của các bạn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ ok nha, và chúng ta sẽ chọn là Apply nè. Đó, và Close. Thì các bạn thấy ha, cái đường tham chiếu hồi nãy mình đã chuyển từ màu vàng sang màu tím, và bây giờ đã thành màu tím nè. Và cái đường mà chưa có đủ ràng buộc á, mình chuyển từ màu xanh lá sang màu đỏ, và đây nó sẽ thành màu đỏ ha. Đó, thì với cái mẹo này thì hy vọng là các bạn có thể tùy chỉnh và tạo ra được một cái môi trường 2D Sketch nó phù hợp với nhu cầu của bạn nhất, cũng như là phù hợp với lại cái mong muốn của mình, để các bạn sẽ dễ nhìn thấy những cái sketch, dễ nhìn thấy những cái đối tượng hơn khi mà chúng ta tham chiếu trong môi trường 2D Sketch. Các bạn có thể để lại những cái thắc mắc hoặc là ý tưởng chi tiết bên dưới phần comment. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.